Hello, Thắng mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh BMT Củ Chi nhé. Thì hôm nay mình có một sản phẩm audio là một con âm ly hiệu là Lee Ford. Lee Ford đời là RO568V. Đời RO568V hiệu là Lee Ford, hàng công ty chính hãng nha các bạn. Âm ly này là mình bán với giá 1 triệu đồng. 1 triệu bán là bao ship toàn quốc cho các bạn luôn. Đó, nếu mà bác nào thấy thích thì cứ liên hệ mình, và trước khi liên hệ thì xem thông tin ở phần mô tả hoặc bình luận mình có ghi là thông tin máy nó bán hay chưa thì trước khi gọi hãy xem ha. Rồi bây giờ sẽ vô cái vấn đề là cái máy nha các bạn. Đó, chủ đề chính hôm nay là con âm ly này rất là hay các bạn. Âm ly thuộc dạng này là âm ly cổ xưa, linh kiện tốt, sơ đồ mạch và cái cấu hình máy đẹp và chất lượng nha các bạn. Âm thanh thì khỏi phải bàn, lo càng xịn quýnh càng hay. Thì máy là đánh tốp lo hai tắc gửi đổ lại đó, một cặp hai tắc gửi, còn hai tắc thì đánh một cặp hoặc hai cặp cũng được. Hai cặp, hai cặp là bốn cái lo hai tắc, hoặc là một cặp hai tắc gửi là đánh nhiêu đó là ok. Thì mình khuyên nên như vậy, tại vì đánh nhiều khi đánh lo lớn quá thì máy nó đánh không nổi. Thì lo càng xịn quýnh càng hay. Lo này, cái âm ly này là đánh karaoke, nghe nhạc cái nào cũng ok hết. Đó, Echo nó chạy là con IC0306, đời là đời cũ nè, IC linh kiện hồi xưa, chất âm nó ra hay lắm các bạn. Đó, hiệu là Lee Ford. Rồi bây giờ sẽ quay một vòng cái máy cho các bạn xem. Còn đây là mặt tiền của nó nè. Đó, mình sẽ quay cho các bạn tham khảo nguyên con máy luôn. Đó, mặt tiền nó ha. Đó, nó không có cái đèn báo tín hiệu cho chúng ta biết, nó chỉ có một con đèn led đỏ thôi. Đó, máy là có 3S nè, ba lăng căn chỉnh volume và nút volume mình làm lại rất là ok luôn rồi. Đó, nói chung máy là xài chạy là tốt như máy máy luôn á các bạn. Còn đây là đằng sau của nó. Đằng sau nó đó, đây dây điện nó nha, dây điện có dây có chữ luôn, dây điện ruột lớn nha các bạn. Nó cổng ga lo là cổng dây đồng, cổng này chịu nhiệt rất là cao nha, cổng loại tốt. Rồi đặc biệt thêm đây nó có một cái cổng 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 cái để chúng ta ghim điện á, đặc biệt nó có thêm cái này đó. Thì cái này có công dụng là chúng ta xài cái thiết bị nào gần đó, chúng ta có thể cắm nguồn điện từ cái chui trên đây. Thì khi chúng ta cắm điện cho âm ly là ở đây nó có điện nè. Chúng ta có thể cắm cho đầu đĩa hoặc cái máy gì sử dụng gần đó thì chúng ta có thể cắm nguồn điện ở đây luôn cho tiện các bạn. Cái máy này đánh rất là hay. Công suất nó thì hình như là một kênh là 150W đó các bạn. Đó. Cái máy zin là độ nặng trên 10 kg nha. Máy nặng trên 10 kg. Đó. Thì cái dòng dòng máy mình sẽ quay chi tiết. Rồi bây giờ mình vô đến cái ruột máy nó nha các bạn. Rồi đây là bên trong của cái máy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tham khảo coi bên trong có thiết kế những gì. Đó. Thì đầu tiên vô chúng ta nhìn thấy trước mắt là cái tân phô. Tân phô nó là sơn màu đen, rất là đẹp nha các bạn. Tân phô hình vuông màu đen. Đó, kích cỡ nó khoảng là như đây. Đó. Công suất của nó là dòng của nó là 15A nha. Tân phô này là 15A chuẩn. Rồi, tiếp đến là cặp tụ lớn nè. Cặp tụ này có thông số là 12.000. Đó. Cặp tụ lớn nè. Cặp tụ là 80V 12.000 UF. Đó, cặp tụ 80V 12.000 UF. Máy móc mình đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài. Bo mạch của máy này là còn zin 100% luôn nha. Rồi bây giờ sẽ coi đến phần công suất. Đây công suất nó hơi ồn, các bạn không cảm nha. Đó, công suất là mỗi bên chạy 4 con sò. 4 con sò này là sò sò lớn, sò Toshiba nha các bạn. Đó, mỗi bên 4 con là 8 sò lớn. Miếng nhôm rất là dày.
mạch thì linh kiện còn riêng 100% nha. Đó, bo mạch rất là nhiều linh kiện nè, âm sắc quýnh bao hay luôn. Đó, hai bên như nhau nha. Đó, máy là có socket cáp ghim, nói chung máy hàng xịn chuẩn công ty luôn các bạn ơi. Đó, dây nhựa từ trên xuống dưới cáp ghim đầy đủ hết ha. Meter 4 con IC, meter 4 IC. Đó, IC là GGC nha, IC là top 4558, IC GGC 4 con. Còn Echo là con lớn luôn, Echo là IC 0306 nha các bạn. Đó, tầm đây khuất góc mình không thấy được. Đó, con này là con Echo lớn, tí nữa mình sẽ thử cái tiếng mít nó kỹ càng cho các bạn xem luôn, nghe luôn. Bao máy là hát cực kỳ tốt, nói chung âm sắc ra là bao hay các bạn. Đó, máy này mình bán là test kỹ càng mới bán nha. Đó, tăng phô còn rất là đẹp nè, sơn màu đen, tiếng nhôm dày luôn. Rồi nội thất nó sơ bộ là như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ test cái máy cho các bạn nghe. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test con máy cho các bạn xem nha. Dây lo và tín hiệu mình đã câu vô rồi, thì còn cái đây là cái nắp máy của nó nha. Đó, nắp máy nó. Rồi bây giờ mình sẽ bật công tắc nguồn lên. Đó, bật công tắc nguồn lên, đèn đỏ sáng. Vì le mới vừa đóng luôn nha. Đó, để mình tắt bật lại. Khi bật lên là không có ù ghè bụp lo gì hết nha. Đó, vì le vừa mới đóng cái tắt. Rồi bây giờ mình sẽ test. Dặn volume lên nè, dặn volume lên, lo không ù không ghè luôn, máy rất là chuẩn nha các bạn. Rồi mình sẽ test nhạc cho anh em nghe. Đó, ba lăng nè, đó một lo nè, và lo bên đây nè, đó ba lăng rất là chuẩn nha, chính giữa là hai lo đó, còn nút này là 3S, đó nó tăng tần số lên đánh mạnh thêm nha, đó dần nút dặn rất là im, không có gập gẹt nha anh em. Rồi phần nhạc mình test ra như vậy cũng quá ok rồi. Bây giờ sẽ đến phần mid echo. Rồi test mid 1 nha anh em. Mid 1. Rồi bật công tắc lên. Rồi bây giờ alo ha. Alo. À, alo của anh nhạc ok. Thì mình nhắn vô là nó giảm cái tần số của cái tiếng cái mic vô á các bạn. Bây giờ mình nhả ra là tiếng rất là lớn ha. Alo. Alo. 1 2 3 4. Đó, echo vang cực kỳ sâu luôn. Này mà ai mà có hư là karaoke là bao phê luôn. À, máy nhẹ thì nhẹ nhưng mà mình hát thì cũng phải hát có hơi hám tí nó mới hay được, chứ nhiều người hát dở thì không hay được đâu. Cái đó là quy tắc rồi ha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Nói chung phần echo thì khỏi phải nói nha các bạn. Máy là bao hát gia đình, hát karaoke và nghe nhạc chuẩn luôn. Máy xài nghiêm chỉnh, xài tốt 100% không lỗi lầm. Đó, ruột gan thì nguyên zin. Rồi bạn nào thích thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.